Dạ, xin được kính chào quý ông bà, cô bác, cô, chú, anh chị, các bạn cùng trở lại kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một buổi chiều và em đang đứng ngay chỗ ngã ba Trục thưa quý vị. Đường ngày xưa đường này là đường Tự Do Trục, bây giờ là đường Trần Phú. Cái khu vực này nào thưa quý vị là ngay góc ngã ba. Hướng bên đây là đi về chỗ trung tâm huấn luyện hải quân của ngày xưa, đi về với lại công viên Bạch Đằng, chỗ tượng Trần Hưng Đạo đó quý vị. Ngày xưa thì quý vị biết đến đường Tự Do Trục đó, và ngay góc này có một cái bến xe lam, bến xe lam ngay đằng đây. Hôm nay thì em đi với lại người ba của em. Chào ba. Này tôi đến Nha Trang nghe sóng biển xa, tìm lại thơ năm xưa trên cát vàng. Trời mây xanh ngát cánh diều reo gió tuổi thơ, Nha Trang dấu yêu ước bao nhiêu ước mơ. Ngày xưa yêu dấu Nha Trang ôm ấp tình tôi, thủy dương cát trắng vi vu trong nắng vàng. Hàng dừa nghiêng bóng lao sao đôi mắt tìm nhau. Chiều lại em dẫn ba em đi tới chỗ Xóm Trục, đi ra hướng biển đó quý vị. Thứ nhất là để hóng mát, thứ hai là coi thử cái công trình bờ kè chắn sóng dưới trục này không biết là đã hoàn thành hay chưa, và cập nhật cái tình hình bờ kè và nơi sinh hoạt của bà con Xóm Trục gửi đến quý vị. Nơi này em cũng đã ghi hình cũng khá nhiều lần rồi, đi với anh Cường đó ở hẻm 52. Tuy nhiên thì bây giờ em cũng muốn trở lại để mà đi tham quan hóng mát dạo biển. Vừa rồi là ngày mùng 5 tháng 5 đó, Tết Đoan Ngọ, thì em cũng không có đủ thời gian để mà em chạy xuống dưới đây ghi hình, rất là tiếc. Ở đây chiều lại thấy có rất nhiều bà con tới đây câu cá rồi đi tắm biển, biết đâu đó thì chút nữa em cũng sẽ tắm biển chung luôn. Ngay góc này thì bà con gọi là xóm Tàu Bể thưa quý vị. Ba có nhớ gì khu vực này từ ngày xưa không ba? Ba có hay xuống đây không? Ít có xuống lắm. Trung Quốc nó trong quỷ nó què. Hồi đó ít xuống lắm ha. Ít xuống. Ở đây cái tiệm phở gà Trục đó thì ngày xưa ba có hay xuống đây ba mua về trong trung tâm ăn không? Thỉnh thoảng cá ăn à. Xuống đây ăn hay là mua về bà? Xuống đây ăn chứ. Khỏi này xuống đây ăn. Phía xa kia là anh Bằng bên Ránh Nắng thôi quý vị. Cái bên kia là cái nhà hàng Mibeco, nơi mà em đã từng review rồi đó quý vị. Một cái view rất là đẹp. Chiều lại ngay giờ hoàng hôn luôn, quý vị ngồi đó thưởng thức món ăn, nhìn ngắm view thành phố đẹp lắm. Này sao chưa có rạ chánh rồi ha? Ở đây chưa xong. Khu vực đây là khu vực bờ kè thưa quý vị, cũng chưa có xong.
cũng đã mấy tháng rồi. Trở lại nơi này thì mọi thứ cũng, khu vực này thì có vẻ như chưa xong. Còn cái khu vực một dãy ở phía giữa đó quý vị, những bờ kè cũng đã được ngăn nắp rồi. Chiều lại đây yên bình ba ha. Có mấy anh em đi lặn. Đi ba, đi tiếp tục. Góc ở trên kia cũng có nhiều bà con tắm biển lắm. Bể bổ quá, chưa xong xuôi thì trời không. Mấy tháng trước mình tới đây là cũng giống vậy nè. Dạ kính thưa quý vị, không biết là vô tình hay hữu ý mà chỗ dọc bờ kè này đối với quý vị, họ có để mấy cái móc để cho hiện tại thì bà con mình đang neo mấy cái thúng tại đây. Em nghĩ chắc cái này là có một cái sự quy hoạch và sắp xếp sẵn cho nên wow, dân tự làm hả anh? À tức là mấy cái móc này để cho bà con mình neo cái thúng á. Không phải neo cái thúng đâu, tự người ta làm rồi tự vậy luôn rồi. Bây giờ bà con thấy khó quá tự neo rồi buộc xuống luôn. À dạ dạ cảm ơn. Chứ không có ai quy hoạch cả. Dạ dạ. Không thực sự cứ thấy cái móc vậy rồi buộc rồi tự làm luôn. Chứ đưa lên đưa xuống nó rất là khổ cực, đi làm mỗi lần sóng gió. Cái này là tự hết chứ không có ai mà trợ giúp cả. Dạ dạ. Cái này thì nước nó có dâng lên cao không anh? Có rất là cao, mùa đông là có thể đập qua bên này luôn. À. Sóng tràn ngồi qua bên cờ bờ bên kia luôn. Cạn thì nó ló mấy cái chấu làm của mấy người này ở dưới này. Dạ, rồi nhưng mà khi mình neo như vậy á, là mày cái mực nước nó dâng lên chỗ cái thúng á, rồi nó va đập không? Nó va đập. Rất là va đập, thấy nước lên thì tự lấy những cái dụng cụ đi cất thôi, chứ okay. Đâu có thể để đây được nữa. Cái này là mùa hè nước cạn thì để đây đi làm cho nó tiện, chứ đi làm rất là khó khăn, thùng câu đồ bê xuống nó trơn trượt, nó có bị rong á, rất rồi. Là trơn trượt rất là khó khăn. Dạ dạ. Đây là tự thôi chứ không ai thiết kế để cho dân dễ dàng đi làm đâu, tự. Dạ dạ, em hiểu rồi, cảm ơn anh ha. Rồi vui vẻ. Dạ dạ. Chứ không dễ đâu, khó khăn lắm, tại con đi làm khó khăn lắm. Dạ, dân biển thì. Bà con mình đủ thứ những cái khó khăn hết. Vừa rồi em có tới Lương Sơn á. Chỗ đó là vừa bữa mùng 5 năm là dính một cái cơn giông mạnh, thúng thuyền rồi trôi hết trơn hết trọi luôn. Khổ ghê đời. Dạ không, mới mùng 5 năm vừa rồi đây thôi. Mùng 5 vừa rồi á hả? Giông mạnh quá làm trôi thúng của bà con. Cái này là mới, cái này là mới nhưng mà cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi mới chương trình chưa xong. Chương trình này là trong quyết định là khoảng 2-3 năm nhưng mà chưa xong. Đi vòng vòng xuống nữa nó còn nhiều lắm. Dạ dạ.
Dạ rồi, em cảm ơn anh ha. Rồi ok. Dạ dạ. Chúc anh la ra vui vẻ nha. Rồi vui vẻ, rất là vui vẻ. Thẳng xuống bảo đại luôn. Nhưng mà còn dở dang nhiều lắm, cứ đi thẳng xuống làm việc live stream ok. Đã còn nhiều việc nữa. Dưới này là họ hoàn thành hết rồi hả? Dạ chưa đâu, chưa đâu. Thấy vậy chứ mà chưa đâu. Nó làm như thế là đi thẳng xuống ngoài chưa đâu, thấy vậy chứ mà chưa đâu. Nó không dễ dàng gì đâu. Công trình này cũng đồ sổ rồi chứ. Dạ. Cũng đồ sổ dữ rồi chứ, nó phải ít đâu. Vậy là ở đây bà con mình là trong cái khó ló cái khôn đó quý vị. Thì bà con mình liệu cơm cắp mắm rồi cái nào thuận tiện cho mình thì mình làm. Buổi chiều lại có bà con ở đây đang tập trung vui lắm quý vị. Wow, mình trải chiếu mình nằm luôn ha, vui ha. Cái này cắm trại tối ngủ qua đêm luôn không? Cái này nóng. Sao chị? Ý là nói mấy hôm là không chưa có bà kỳ một tháng đi hết 25 ngày, giờ có bà kỳ một tháng đi có nửa tháng đâu. Wow, tại sao? Xe gì xe đi, sóng nó đánh xe đi, câu kéo đổ hết xe. À, tức là lúc mà chưa có bờ kè còn bãi cát á, là mình đi thường xuyên được. Ừ. Còn bây giờ là một tháng thì đi có đi có nửa tháng thôi. Đi mà cũng có bé kém lắm chứ ta. Cái giờ sao vậy? Nó phải kép đi, nó khổ lắm. Đi 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 mình nó chài xuống nó đổ câu hết á. Dạ, khổ lắm. Hồi đó nó còn sướng. Còn làm đồ ăn, đồ nó dở giờ khó khăn lắm. Đi lặng quẹn là tí, dạ. Cho nó tí xuống. Vậy là được cái này mất cái kia ha. Đúng rồi. Nó không có sụp nhè sụp cửa mà điều khổ, không có ăn im à. Dạ. Ừ. Chứ khổ nói với ông anh là rồi ông tài trợ, ông đưa lên tài trợ, cô có thẻ cái đồ hay là... Không, dạ, dạ. Nhiều khổ mày làm gì có thẻ. Làm bữa nào ăn bữa nay tiền góp cho ông không mà thẻ đâu thẻ. Cảm sinh học mấy chị này chỉ đưa chồng đi đi biển xong là chiều là mấy chú mấy anh đi biển à, rồi mấy cô, chị là ra đây ngồi chơi, ra ngồi đây nghỉ xả hơi rồi dạ. Bắt đầu vô nhà suốt cả ngày đã thao câu rồi làm những cái dụng cụ để chuẩn bị đi biển á. Dạ rồi rảnh thì bà con mình nhận thêm lưới về giá không có, không có giá lưới luôn của nhà nào nhà đó làm. Chứ, à, nhà này làm. Dạ. Đồ này dễ lưới ở đây biết dễ. À. Ở đây câu thiểu không à mẹ. Bây giờ anh nói cho mấy người chợ nước ngoài là gì chợ cha mấy người đây. Mấy người này mà có ghi trang ti. Dạ. Chứ ở đây ở nhà chồng mượn me đồng tiền tiền lại ăn không tiếc đồ tiền mượn tiền mua bò cho mà em bén chỉ theo bên này nghĩa. Sáng mượn xong ấy tiền tối vô chiều sáng mai vô đi biển vô bán cá là coi như ở nhà đói. Dạ. Là đi được thì mừng là còn không có cá là như là đói luôn. Giờ biển đồ là trước khi đi là phải dây tiền để mà mua đồ mua dầu còn đi mà lóc là coi như lỗ tổn là dầu gạo thức ăn đồ cho mấy ông đi. Dạ. Mồi mà thông thường là chiều mình đi rồi sáng mai mình về đúng không? Dạ đi ngày nào là giải quyết tổn ngày hôm đó. Rồi mình cập cảng ở đâu, cập ở đây luôn hay cập ở đâu? Cập ở tí rồi đậu ở bên tắp vô. Rồi cá mắm là mình mang ra chỗ nào mình bán. Có ai tới đây thu mua không? Dạ con. Chở vô trong kia, trong cửa bé. Trong cửa bé nó à. Có những cái cảng bự thì nó mới có như thu mua dạ. Xe đồ. Xe nó chở đồ từ các nơi tới hoặc là nó dạ chở không. Đi. Tức là bà con mình sáng mai về đó thì tàu cập vô đây luôn. Rồi cá mắm là mình có đầu ra không? Hả? Không đi ra cơi. Chạy vô cửa bé bán. Đi ở đây rồi đi gần ở đây nên ta đi chỉ đi cái những con cá nhỏ 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 quanh đây thôi. Dạ. Còn ở cửa bé là nó đi ra ngoài khơi luôn, nó ra nguyết muộn hòn xe trường xe rồi đánh người đó. Bây giờ như là người ta có mấy giò hết đó. Dạ. Đúng không? Giò chỗ nào có cá rồi người ta biết người ta tới. Còn mình đi theo cái truyền thống là hầu như là mấy người đi truyền thống không à. Dạ. Dạ thôi cố gắng ha. Ông đó dạ. Ông kéo cá kéo gì rồi tới quay ông bơi cũng bơi đó bơi ra biển đó. Giờ bơi ra kéo cá hay sao dứt lờ dứt lờ dứt lờ à dứt lờ hả đi dạ 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 rồi em cảm ơn mấy cô mấy chị dạ chúc mấy cô mấy chị sức khỏe nha dạ xin chào dạ để em chạy ra em coi ông bác kéo cá lên. Ở đây bác này thì bây giờ bắt đầu lấy cái nắp thùng xốp quý vị làm một cái phao rồi bơi ra ngoài kia.
ngoài kia là đang thả lưới kìa, chắc là bắt cá giò. Mấy cái bùn chắc bùn lờ hay sao á? Đó, cái đó đó, mấy cục xốp đó. À, xốp đó hả? Thả lờ nó, cái lờ nó vuông hay này. Xuống hả? Vậy xuống hả? Dạ, cái thưa quý vị, bây giờ thì... em nhảy xuống luôn, em bơi ra với chú với bác rồi đó, để coi thử có cái gì vui không. Dạ bây giờ ba giữ máy giùm con nha. Tôi nó đang lỡ xuống nước đó, đó vợ đang đi đó. Rồi ở dưới đây nó dốc và khó đi lắm quý vị. Dưới gần với cái mép nước thì nó có rong, có rêu đó, rất là trơn, khó đi. Rồi ở dưới thì hầu nó bám, đau chân. Có mấy cái sợi dây họ đang giữ lại để mà neo tàu thuyền ở đây. Đang ngâm mình xuống nước. Ở dưới đây có nhiều đá lắm quý vị. Có nhiều đá với lại mấy cây trong bằng chai bê tông đó. Ở đây nước sâu nhưng mà đá tản ở dưới đáy đó, rất là to. Em bơi thì nó đụng vào những cục đá ở dưới cũng làm cho đau chân. Ở đây thì không biết quý vị quan sát cái cảnh này thì có thể là gợi nhớ lại những cái chuyện ngày xưa. Tôi có hai con mà đứa nào bơi cũng khá lắm. Thằng này thì bơi khá hơn đó. Hồi trước có cái truyền thống mà lội bơi thi nhau đó, nó cũng kiếm được giải ba đó chứ. Rồi nó đang bơi theo dọc cái con thuyền. Mở thông.
lại xuống quay kéo vậy. Mệt không? Mệt. Rất là leo ra xuống được rồi, rất là khó lên thưa quý vị, rất là trơn. Lờ có cá không? Chiều nay không có cá rồi. Có mấy con à. Bỏ đùa đúng không ạ, bỏ thi đúng không ạ? Lâu giờ không bơi thưa quý vị, rất là mệt. Mà... mỏi cơ. Hôm nay chiều lạ thì không có cá. Bác có kể là buổi sáng, buổi trưa thì nhiều lắm. Chuẩn bị khởi hành đó con ạ. Dạ. Đây là câu thùng nữa ha. Thùng nữa, đây nửa thùng mà. Dạ, đây câu thẻo đó con. Câu thẻo. Dạ. Ê, giờ ông vô ông bưng ra một thùng nữa. Đi thùng rử. Sáng mai về hả con hả? Thì sáng mai vô. Dạ. Giờ chuẩn bị đây hả? Bên này thưa quý vị. Cái này được mấy trăm lữ? Dạ đi một phần ngàn, ngàn ba lữ. Ngàn mấy hả? Ngàn ba lữ. Ngàn ba chạy không? Có thùng nó dài ngàn rữ, còn mấy ngàn ba. Chiều lại đây có nhiều người tắm biển quá con ha. Đi tắm cho khoảng 5 giờ, 4 rưỡi 5 giờ ra tắm đông chứ. Dạ. Tắm 6 giờ đầu kiếm nhau lên. 6 giờ 6 rưỡi lên hết rồi. Mấy ông chồng đi biển xong tắm đi chứ. Dạ, chờ mấy ông chồng đi biển là mấy cô mấy chị xuống tắm biển liền ha. Mấy chồng đi xong tắm chứ. Giải nóng. Dạ cảm ơn cô, chào cô ạ. Góc bên này là làm kè ổn định rồi nè. À, này làm kè đẹp là tốt đó. Đây là đoạn giữa ha. Cái này làm cái đoạn cong cong, sóng đánh lên sẽ vuốt qua bên đây. Cái đây bà làm hoàn thành rất là đẹp lắm ngầm. Vừa đâu. Trận đây xong rồi bắt đầu nó mới giải phóng cái đám nhà chùa ngoài đây chứ. Ờ, giải phóng nữa hả? Giải phóng sạch vô đám nhà chùa trước biển nè. Ờ. Rồi xong rồi cái đường xe đi là chạy từ đây xuống tới kia rồi nó chạy ra rồi xe nó chạy ngược lên lại. À. Trong đây mai mốt làm điện nó làm công viên rồi mà. Ờ, à, thấy à. Để cái đá nó còn lấy vô nó mà tốn. Ờ. À. Rồi số nhà dân này không phải là gì rồi gì hết. Có một cái số nó đền bù hết rồi, à. Đền bù lâu rồi nhưng mà chưa đi, bây giờ nó làm là phải đi. Ờ. À. Cái hồi xóm ở đây là toàn là cái nhà sàn không. Dạ đá nhà chỗ, cái đá nhà chỗ sàn đó. Nhà sàn không. Giờ mai mốt giải phóng bị nó lên mua lên trên cao hiệu ở rồi. Thành đêm. Ở cái bình mùa hè đâu nói gì, qua cái mùa biển động đó. Sóng lớn sợ lắm.
cái chỗ đó. Là giống lớn mới sạch nên nó mới đem đây nó sạch sống nè. Mấy cái nhà này chắc gì tản hết hả cò ha? Xong hết rồi. Hả? Đẹp phải chứ, quá đẹp luôn á. Nếu mà hoàn tất hết thì mọi đẹp là tuyệt vời đó. Rồi đi chỗ khác họ buồn hay dạ đúng rồi. Ở đây họ sinh sống từ mấy chục năm nay. Mới sinh ra mà. Mới sinh ra lớn lên. Mấy mấy đời chứ dạ. Đâu. Ngày xưa cũng có nhiều bà con ở đây làm sổ Mỹ. Ở đi mấy cái tàu hải hàm á. Ở qua bên đảo Hòn Tre. Đảo Hòn Tre sao nó lóng biển đó. Lóng bị nó cất nhà chắc vừa tới đây hả? Thế thôi vừa tới đây luôn. Khu chợ nè, chợ Trục này. Ba có cần hỏi thăm cái thông tin tiệm phở gà ngày xưa không? Phở gà đó. Ông chết rồi lâu rồi chú à. Ai? Ông Tư Phở đúng không? Ông Chính á. Đúng không? Tư Phở. Tư Phở hả? Tư Phở, Tư Phở. Ủa, ông Chính á, Trịnh Chính á. Ai Trịnh Chính hả? Ờ. Làm vậy nhỉ? Nhà đây hả? Ở nhà. Ờ, tôi nhớ mà Trịnh Chính ở đây nè. Đúng rồi. Ở Hải Quận mà. Đúng rồi. Đây là con nè. Con, ai, con á hả? Con đông à, trước ông ở chung, tôi ở mới ở chung trung tâm mua lẹ nè. Ôi vậy à. Thời gian không? Có thời gian ổng qua Mỹ mà. Hỏi thăm mà. Rồi phim cái đường là có một chút nữa. Ông thượng sĩ chút. Chú ở đâu chú? Tôi ở trên đường Tôn Đản nè. Tôn Đản hả? Ông chú ở đây nhỏ nè, này bà vợ ông biết á không? Cái thằng bé như này nè. Dạ đúng rồi. Bây giờ bây giờ mất rồi. Mất rồi, hai chồng mất hết rồi. Có lại nhà chỗ đường cái kêu á. Ông Chính mất còn còn mẹ chính. Còn mẹ chính. Ông Chính được mấy người con? Dạ 11 người. 11 người lớn hổng? Thuộc trà dữ ha. Giờ cái nhà này là cô ở hả? Rồi chào mấy chị ha, chào cô. Mới đây là gần 50 năm rồi hả? Ba hồi đó ba cũng hay cũng có một hai ghé một hai lần biết nha. Chiều lại đây cũng vui vẻ.
Buổi sáng thì đông, sáng bà con họp chợ rồi ăn uống. Ở đây quán bánh xèo buổi sáng nè, đông lắm. Đây bánh xèo hả? Bánh căng. Góc này có cái giếng lớn. Vườn này hồi đó đâu có hẹp lắm, đâu có rộng. Rộng. Ở dưới đây thưa quý vị, buổi chiều thì có rất nhiều những cái nhà hàng, quán ăn hải sản tươi sống, ngon. Ở đây quý vị cũng có thể ghé đến đây thưởng thức, một nơi rất là uy tín, chất lượng. Ra một vòng ở Sớm Trục buổi chiều ngày hôm nay, gửi đến quý vị cùng theo dõi và nắm bắt được tình hình nhịp tiến độ thi công của bờ kè chắn sóng. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video này. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi những video của em. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ. Chào tạm biệt. Trân trọng.